Đây là khắp người Việt Nhật đây. Khắp bạn bao nhiêu tuổi rồi? 29. 25. Anh là người làm quyến trực. Anh là người làm quyến trực. Anh. 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 Anh là người tờ tin. Anh là người tờ tin. Anh. Anh là người cầu hôn trước. Anh là người cầu hôn trước. Anh. Đi nhớ được vào đâu rồi? Là nhau được vào đâu rồi? Một năm rồi đó nhỉ. Hiện tại có cầm tay hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Có. Đấy. Đấy.